Nắng nóng gay gắt với nguy cơ cháy rừng rất cao hiện đang là thách thức không nhỏ đối với công tác vận hành, bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia. Trước tình trạng này, ngành chức năng đã và đang triển khai các công tác phòng chống cháy rừng, đảm bảo an toàn hành lang tuyến cho đường dây 500 kV, ghi nhận tại Đà Nẵng. Quản lý vận hành gần 400 km đường dây, trong đó có hơn 120 km đường dây 500 kV Bắc Nam đi qua hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong những ngày nắng nóng gay gắt gần đây, đội truyền tải điện này thường xuyên có mặt trên hành lang tuyến để có thể phát hiện, xử lý kịp thời những sự cố cháy rừng đe dọa đến an toàn của đường dây. Tại những thời điểm mà trường hợp thời tiết bất thường, chẳng hạn như nắng nóng, thì phải tăng cường đó là tăng tần suất kiểm tra, có thể một ngày có thể bố trí anh em thì một lần đến hai lần để kiểm tra về kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao. Do đường dây 500 kV đi qua những nơi có địa hình hiểm trở, có vị trí cột nằm trên đỉnh núi, nên bên cạnh việc quy động lực lượng bám trụ hành lang tuyến, đơn vị quản lý đã áp dụng các công nghệ hiện đại để có thể phát hiện sớm các vụ cháy có nguy cơ ảnh hưởng tới hệ thống truyền tải điện quốc gia. Cùng với ngành truyền tải điện, các địa phương có đường dây 500 kV đi qua cũng tích cực thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt là tại những khu vực gần hành lang an toàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tham gia vào công tác bảo vệ, giữ gìn an toàn cho đường dây. Cảnh giác rất cao trong cái vấn đề mà quản lý cái nguồn nhiệt dưới cái tấm đường điện đó là 100% là cho chúng tôi cho quân là ứng trực trên 24 giờ trong những ngày dự báo cháy rừng cấp 3 trở lại là chúng tôi ứng trực thường xuyên để xử lý tình huống khi có vấn đề xảy ra. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng, có thể ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của đường dây truyền tải 500 kV Bắc Nam. Do đó, người dân tuyệt đối không được dùng lửa khi vào rừng.